Kính cảm ơn chị Như Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Pháp Tính, cô tu nữ Khánh An. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tý Bút Tá Cá, chương 3, Ba Pháp. Bài số 69 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Giới tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào? Này các tỷ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, giới sóng biển, giới sóng ngầm, giới nước xoáy, giới cá mập, giới các loài la sát. Này các tỷ kheo, giới tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương, giới sóng biển, giới sóng ngầm, giới nước xoáy, giới cá mập, giới các loài la sát, đã vượt qua bờ kia là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Giới ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh? Vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này, giới cá mập và xoa, giới sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua là vị vượt ác trì, đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy là ma dương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính cảm ơn Tha Ná đã bố bài. Em kính mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sằng Khà, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ chương 3 Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này, với cá mập dạ so, với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua là vị vượt ác triền,
đã từ bỏ thần chết, không còn có sinh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy làm ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của quý vị già. Kính mời huynh. Dạ, sa thu lành thay Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đại lễ Đại Đức Pháp Tín, kính chào cô tu nữ Khánh An cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Là con xin được đọc bài kinh Tịa Bộ Iti Buttaka chương 3, ba pháp mà xin đặt đọc. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã được vượt qua bờ bên kia, là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sanh và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này, với cá mập dạ xoa, với sóng biển hãi hùng, rất khó được vượt qua, là vì vượt ác triền, đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy là ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Tha và con xin được mic. Mến mời Xích Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn huynh trưởng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Khánh An. Dạ, ấy mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông đã cho biết được tín hiệu. Con xin phép được trả bài kinh Tiểu Bộ chương 3 pháp, chương 3 pháp ba chi. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, này các tỳ kheo, tham chưa được đoạn tận, sân chưa được đoạn tận, si chưa được đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, tham đã được đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia, là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sanh và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này, với cá mập dạ xoa, với sóng biển hải hùng, rất khó được vượt qua, là vị vượt ác triền,
đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích, không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy là ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, em đã trả bài xong, em kính mời chị Sương Mai tiếp theo ạ. Em kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn ái mình, con Sương Mai. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ chư quý tu nữ. Con kính chào Sư Ma, kính chào chư quý cận sự, chư quý cận sự. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tắc Cá, chương 3 Ba Pháp, chương 119, 119, 119. Tiểu bộ 2, chương 2, 10, số 57, điều 57. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy đã được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, giới sóng biển, giới sóng ngầm, giới nước xoáy, giới cá mập và các loài la sát. Này các tỳ kheo, giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy đã được gọi là đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát đã vượt qua bờ kia, là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tông đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến với ai đã từ bỏ tham sân, tham sân đã già vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua bờ biển, vượt qua biển này, dạ xoa, với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua, là vị vượt ác tiền, đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã được đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy là ma vương si ám. Ý nghĩa này đã được thấy tôi nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, kính mời chị Lạc Lê ạ. Dạ, sư Mai đã đọc xong. Ok ta. Dạ, kính cảm ơn chị Sư Mai và dạ, con Lạc Lê. Dạ, cái con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng và dạ, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng, vì cái máy con không có thấy chữ Tăng. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử và kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, chị Đặng Đông đã cho biết âm thanh rõ ái minh nữa. Dạ, con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Phút Tắc Khá, chương 3 Ba Pháp. Dạ, 10, liên 10, liên 57. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào? Này các tỷ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, chưa đoạn tận. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là một vị chưa được vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỷ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua
đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Oh my God. Mấy cái loài la sát đã vượt qua một bờ kia là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến với ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh. Vị ấy gọi là đã vượt qua biển này với cá mập dạ so, với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua, là một vị vượt ác tiền, đã từ bỏ thần chết không còn có sanh y, đã từ bỏ đau khổ không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích với thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy làm ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con xin sám hối, con đọc mà cái màn hình nó chạy nên đọc nó không có thông suốt. Và kính mời vị kế tiếp và kính cảm ơn Huynh Quá Tân Á đã bốt bài. Dạ, xà thu kính cảm ơn Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Thích Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Nam Mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ thăm má cha đế về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu và cô tu nữ thăm má cha trí hôm nay có ôn bài cũ được không cô? Nếu cô ôn bài cũ được thì cũng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ không, dạ cảm ơn cô. Tâm Pháp có trước máy không? Có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Để Nhật Quỳnh khóa sổ nghe Tâm Pháp nha. Alo, alo. Dạ, vậy là Tâm. Dạ, xạ thủ mà Tâm Pháp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá, kính cảm ơn chị Nhật Huệ. Lỗi Tâm Hương Nhang Nhật Quỳnh thấy Tâm Pháp đưa tay cầm mít, mà Tâm Pháp không thấy cầm mít, Nhật Quỳnh mời Tâm Pháp cầm mít mà Tâm Hương hiểu lầm. Dạ, mời Tâm Pháp. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ, con thành kính tri ân đạo tràng chú Yết Thanh. Âm thanh rõ. Dạ, con cầm mít rồi mà không biết tại sao mà con không thấy là cái con cầm được nữa. Dạ, con kính tri ân cô Tâm Phương nha. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Ri. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính.
Dạ con biết màn hình con sao con nhìn không được rõ. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin phép đọc kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tát Cá chương 33 pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương. Với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào? Đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương. Với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này đã được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sanh và vô minh, tham, sanh và vô minh, dạ alo, dạ alo, dạ dạ kính cảm ơn vị đàn đông, dạ tâm pháp bị rớt mic rồi, dạ thì chắc có lẽ là nghiệp tâm hương thì thôi, dạ. Nam mô Bụt Tha gia, dạ tâm pháp rất mất rồi, Như Quỳnh đang chờ tâm pháp mất mà tâm pháp không cầm mất được. Dạ, Như Quỳnh xin phép đạo tràng. Dạ, sa thú cảm ơn quý vị đã hoan hỷ trên ông bài cũ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Hôm nay đạo tràng chúng ta rồi khóa sổ rồi Dung Nguyễn ơi. Dạ, đạo tràng chúng ta học tới hai bài nên đọc chánh văn rất là dài nên Nhật Quỳnh xin phép được khóa sổ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài học ngày hôm nay. Hai bài học, dạ, nên bài rất là dài, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bo ta sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bo ta sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bo ta sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng,
Chậu hoa lành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Dạ, con xin được đọc chính văn trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng lên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Á trời học. Dạ, hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được học Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3, 3 Pháp, phẩm 3, bài 70 và bài 71. Bài 70. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Và được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩa ác, chỉ trích các bậc thánh. Có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi nghe một môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời này. Này các tỳ kheo, ta đã được các chúng thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩa ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được. Thế Tôn nói đến, dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp tà. Người ở đời làm vị ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức. Ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 71. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời, thành tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới. Cõi đời này.
Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn, hai bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỳ kheo, ta để thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh, có chánh kiến chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, với thân làm nghiệp chánh, người ở đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức. Ở đây sống trong đời với sanh mạng ít ơi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tăng, từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Tánh Sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Pháp Tính, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua phẩm 3, bài tiếp tục là bài số 80, 70, bài 70, 71. Do rằng hai cái bài hôm nay nó có cái ý nghĩa liên quan với nhau, cho nên chúng ta phải học qua luôn hai bài. Thì phần chánh văn chúng ta đã nghe của Nhật Quỳnh đọc. Bây giờ chúng tôi cùng quý vị hướng về tam bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apikwadimi. Dưới tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soakato Phagavata Thammo Thammang Namma Sami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Sobatibano Phagavato Savakasanko Sankang Namma Sami. Như tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài thứ nhất trong cái bài học hôm nay đó là bài số 70. Đó là nói đến ba cái ác hạnh. Đức Phật ngài dạy ở đây đó là cái người thành tựu cái thân hành ác, tăng làm ác, khẩu nói lời những cái lời nói ác và ý suy nghĩ ác, và có những cái sự chỉ trích của bậc thánh, có tà kiến, rồi chấp nhận với các ác nghiệp do tà kiến chi phối, thì người đó sau khi mạng chung á sẽ xâm vào khổ cảnh, khổ cảnh. Và
khi mà có nghe một cái vị tỳ kheo, một vị sa môn hay bà la môn nào khác nói lên hay nói những cái lời này á, thì những người đó làm những cái hành ác như vậy đó, thì người đó không có chịu sửa đổi, và khi mệnh chung á thì người đó sẽ sanh vào khổ cảnh. Cái bài thứ hai đó là bài 71 á, thì Đức Phật ngài nói ngược lại, tức là nếu một người có thành tựu được cái thân làm thiện, lời nói thiện và ý nghĩ thiện, và không chỉ trích bậc thánh, có chánh kiến, chấp nhận với các cái nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mệnh chung thì người đã sanh sẽ sanh vào thiện thú thiện giới. Thì khi mà nghe nói các vị sa môn bà la môn nói đến những điều này đó, thì người đó tin và làm theo những cái điều, tin bởi những cái thiện nghiệp mình làm, và giờ người đó sau khi thân hoại mệnh chung thì sanh vào thiện thú. Đó là cái hai bài nó có cái ý nghĩa liên quan với nhau. Thì bây giờ á, là chúng ta sẽ nói đến cái việc mà một người mà có một cái thân hành động ác, khẩu á, thì nói những lời ác và ý suy nghĩ ác, và do có cái tà kiến chấp nhận với những cái nghiệp do tà kiến chi phối, thì người đó thân hoại mệnh chung mà sẽ sanh vào khổ cảnh. Thì bây giờ á, chúng ta nói như thế nào được gọi là cái thân hành động ác? Thì chúng ta cũng biết đó là chúng ta có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái này nè, ba cái nghiệp này nè, mà nếu như mà do cái ô nhiễm của chính mình, hay là trong kinh Phật Cú nói nè, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo đó. Thì cái ba cái nghiệp của mình đó, ở đây là thân hành động. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nếu mà với cái tâm do cái tà kiến ở đây đó là người ta không tin được, là cái việc mà người ta không tin và không tin những cái việc mà do cái hành động ác này mà đưa đến quả khổ, người ta không tin vậy. Và chúng ta biết rằng cái sự chủ tâm của cái người đó, do rằng là họ nghĩ là sống ở trên đời này thì có những người quan niệm rằng có do ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên tự nhiên chúng ta sanh ra đời đó. Hoặc là người ta nghĩ rằng là có một cái đấng sáng tạo nào đó sinh ra cái người đó, là do đấy họ nghĩ rằng không phải là do nghiệp lực, không phải là do nghiệp lực. Chúng ta biết rằng chúng ta sanh ra đời đó được cái sanh vào cái cảnh giới được tốt đẹp hay cảnh giới đau khổ là tùy thuộc vào nghiệp của người ta hết. Mà ở đây đó thì chúng ta thấy rằng do cái hành động của người đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Khi mà có cái hành động như vậy đó, quý vị biết rằng theo trong Phật giáo đó thì mọi mạng sống của sinh vật, dù là con vật lớn hay là con vật nhỏ, thì nó cũng có cái mạng sống giống nhau. Và con người chúng ta thì cũng có mạng sống giống nhau. Sở dĩ chúng ta hơn cái con vật một chút đó, là phước báo chúng ta, do cái phước báo đó, cho nên chúng ta sanh lại làm người. Và sanh làm người thì chúng ta có đủ tứ chi, rồi chúng ta có cái bộ não, cái khối óc của một con người, và có cái sự ứng xử cư xử với nhau là một con người. Còn con vật thì nó không được như vậy, không được như vậy. Nhưng mà khi mà một người theo trong Phật giáo thì mọi mạng sống của sinh vật á, thì đều là có những sự bình đẳng. Bình đẳng là sao? Họ có quyền, mọi những chúng sanh khác đều có cái quyền sống. Không phải như một số tôn giáo đó, quan niệm là con vật á, là để cho con người sử dụng, sai sử, hoặc là tiêu dùng lấy nó. Không phải, mà mọi mạng sống của sinh vật đều là do nghiệp mà ra, do nghiệp mà ra. Thế vì vậy đó cho nên là Phật giáo là tôn trọng mọi mạng sống có sự bình đẳng. Nhưng mà một khi đã sát hại đó
thì với cái sự chủ tâm của cái người đó tạo cái ác nghiệp sát hại cố ý giết, thì họ mang cái nghiệp sát sanh. Phật giáo chúng ta nói đến nghiệp rất là nhiều, ít con không có nói đến cái tội mà nói đến cái nghiệp. Nghiệp là cái hành động mà chúng ta có tạo tác ra bằng sự chủ tâm, và nó có cái hệ quả, cái kết quả mà do hành động chúng ta làm. Đó là điều mà tất yếu ở trong cái đời sống luân hồi này là như vậy. Thì khi mà thân sát sanh như vậy thì chúng ta bị mang cái nghiệp là gì? Yếu thọ. Mang cái nghiệp, cái quả là chúng ta yếu thọ, là làm cho chúng ta chết yếu. Hay hoặc là chúng ta đánh đập hành hạ những chúng sinh khác á, thì chúng ta bệnh mà do nghiệp á, thì phải nói là do chúng ta hành hạ đánh đập chúng sinh khác. Cho nên đời này chúng ta cứ bệnh đau triền miên, nếu bệnh đó là do nghiệp. Bệnh đau triền miên, mặc dù là nhỏ tuổi hay lớn tuổi, không cần biết, thì nó cũng xảy ra những cái bệnh đó, cái bệnh mà do nghiệp. Cho nên trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật có nói những điều đó rõ cho chúng ta biết, là chúng sanh là cái người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Khi mà thanh niên xuất phát Tô Đề Giá hỏi Đức Phật về những cái sự khác biệt trên cuộc đời này, sự không đồng đẳng trong cuộc đời này. Không đồng đẳng là sao? Là có người sống thọ, có người chết yếu, có người đẹp, có người xấu, có người có sức lực mạnh khỏe nhưng mà có người là ốm yếu, rồi có người danh vọng thì có người là hèn hạ, rồi có người giàu sang nhưng mà có những người nghèo túng. Thì những cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sinh đó. Vì vậy cho nên là khi mà một người mà sát sanh á, thì họ phải bị cái nghiệp là sẽ chết yếu, sanh vào trong khổ cảnh. Khanh vào khổ cảnh thì bị những chúng sinh, những cái chúng ta được mô tả là chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục là bị do nghiệp hành hạ mà. Cho nên là tùy vào cái nghiệp, mà đặc biệt là cái nghiệp mà do tà kiến, cái nghiệp tà kiến này nè, cái nghiệp mà không tin vào nghĩa lý nhân quả đó, thì cái nghiệp này nó nặng lắm. Cái nghiệp nó nặng lắm. Ví dụ như quý vị thấy rằng là nếu cả hai cái tâm, tâm tham và tương ương tà kiến, và cái tâm tham không tương ương tà kiến, thì cái tâm tham tương ương tà kiến nó vẫn là đưa đến cái quả khổ khốc liệt hơn là cái tâm tham không tương ương tà kiến. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên là khi mà cái gì mà do cái ở trong nội dung của bài kinh này đó, là do chúng ta do cái tà kiến mà chấp nhận với những cái hành vi tà kiến đó, không tin những cái lời của những bậc thánh chỉ dạy, thì cái người đó họ sanh vào trong khổ cảnh. Như có một đoạn kinh ấy, thì chúng tôi nhớ không lầm là dường như là kinh Trung Bộ, Đức Phật ngài nói rằng ta không thấy, dù 91 kiếp đó, không thấy một người sanh ở cõi trời, chỉ có một người sanh, một người chánh kiến, có chánh kiến, chỉ duy nhất có một người có chánh kiến trong 91 kiếp như vậy. Thì cái người có chánh kiến là cái nhân quả nghiệp báo. Cái người có chánh kiến là biết nghe lời, vâng lời, hoặc là kính lễ những bậc đáng cung kính, cho nên là họ được sanh cảnh giới lành, sanh cảnh giới an vui. Còn cái người mà tà kiến thì họ bị vậy đó, họ bị sanh trong khổ cảnh. Cho nên khi mà thân sát sanh là họ bị, khi mà mãn cái phần ở trong kiếp nhân loại này rồi thì họ phải sanh vào trong khổ cảnh. Và hết khổ cảnh rồi đó, họ có hết cái nghiệp rồi đó, thì họ lại sanh tiếp tục lại làm người, thì họ làm người gọi là chết, bị yếu thọ. Theo trong văn hóa Việt Nam thì họ sống dưới 16-10 tuổi thì người ta gọi là không được thọ đó, không được thọ. Mà trên 60 tuổi thì người ta gọi là sống thọ. Cho nên là người ta là phân ra là hưởng thọ, rồi hưởng dương, rồi hưởng lộc, vân vân. Người ta phân như vậy. Rồi bây giờ nếu mà với cái tâm tà kiến như vậy, khiến cho họ nói những lời độc ác, chỉ trích bậc thánh. Chúng ta thấy rằng là cái thân hành động thì tạo cái thân nghiệp bất thiện. Ví dụ như bây giờ
chúng ta có nghe cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một vị mà trước đó là chính chứ tứ thiền ngũ thông, tứ thiền ngũ thông, nhưng mà do cái tâm ganh tị, do cái tâm sai lệch đó mà Đề Đạo Đạt Đa đã có nhiều lần leo trên núi rồi lăn đá xuống hại Phật. Mặc dù là hại đức chánh đẳng chánh giác thì không được, nhưng mà đã có sự xúc phạm. Hay hoặc là chúng ta nghe cái câu chuyện của một cái người nông dân nọ mà chỉ có cái chuyện mà ganh tị với những cái người cư sĩ xung quanh vùng mà Đức Phật độc giác ở. Rồi cuối cùng là ông ta rào chắn lại hết, những khi mà những người cư sĩ đi qua cái miếng đất của ông để mà đi đến cốc của Đức Phật độc giác á, để mà đảnh lễ cúng dường, thì ông ta sanh cái lòng ganh tị, nghĩ rằng này là những cái người này họ đến như vậy đó. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, quý vị nghe được không? Nghe rõ hả? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nghĩ rằng là mình đến do rằng có Đức Phật độc giác ở đây, cho nên là người ta cứ băng qua băng lại cái miếng đất của mình, cho nên là chờ Đức Phật độc giác đi khất thực rồi ông ta đốt cốc của Đức Phật độc giác. Cái hành động đó hành động bởi vì cái thân của họ, cái thân nghiệp của họ. Rồi chúng ta thấy rằng cái lời nói cũng vậy, khi mà mình nói những lời độc ác, mặc dù là lời nói thì như gió thoảng mây bay, cũng không có ai mà đông lường đông đo đông điếm gì ở đây, nhưng mà lời nói mình nói ra mình rút ra không có được. Cũng như là một người mà có những cái lời nói bằng với cái tâm ác ý, nói dối, nói dối nè, chuyện không có mà những chuyện cho có nè, chuyện không thật mà nói chuyện cho thành thật luôn, cho người ta xin, cho người ta tin. Rồi là cũng chính cái lời nói đó mà nói những cái lời để cho người ta chia rẽ với nhau, người ta xung đột với nhau, rồi người ta quan trái với nhau. Cái lời nói đó nó tạo ra cái ác nghiệp đó. Chúng ta nhớ cái thứ phi Magandhya đó, là một thứ phi của vua Udena, tức là vua Vu Điền, chỉ vì ghét Đức Phật thôi. Là lúc mà bà chưa có gặp Đức vua Udena đó, thì bà lại là một cái người mà là một người phụ nữ có sắc đẹp và có cái tướng là sẽ làm một cái vị mệnh phụ phu nhân, sẽ trở thành một cái vị mà có địa vị trong xã hội. Cho nên là bà không có ưa Đức Phật, bởi vì Đức Phật khi mà cha mẹ dẫn bà lại để mà xem tướng định gả bà cho Đức Phật, thì Đức Phật ngài là một bậc giác ngộ mà ngài là hôm nay đó, ngày hôm đó là ngài định là ngài sẽ giảng pháp và sẽ tiếp độ cho hai vợ chồng ông bà, cha của ông, cha mẹ của Thuyết Phi Magandhya. Quả thật Đức Phật ngài giảng cái bài pháp về 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 thân bất tịnh thì hai ông bà chứng quả. Nhưng mà còn riêng Thuyết Phi Magandhya đó, thì nghe cái lời nói của Đức Phật giảng về 32 thể trược này, cho nên là cô ta đem cái lòng căm quốc Đức Phật. Và cuối cùng thì bà, sau khi mà bà được vua Udena tuyển dụng vào làm thứ quy đó, thì bà nuôi cái lòng quan trái. Khi mà Đức Phật đi qua ngang cái thành của Đức vua Udena thì bà cho những cái người côn đồ chửi mắng Đức Phật thậm tệ. Thì những cái khẩu nghiệp đó là những cái khẩu nghiệp, những cái người mà gieo cái lời nói ác đối với Đức Phật hay hoặc là chư vị thánh đó, thì cái người đó họ cũng phải chịu khổ. Rồi chính bà xúi dục những cái người đó, hoặc là thuê mướn những cái người đó, thì phải nói rằng là bà cũng phải chịu cái cảnh đó, cái cảnh địa ngục. Cho nên với cái ý nghiệp, với cái thân nghiệp, khẩu nghiệp mà bất thiện đó, thì cái người đó tạo ra. Hoặc chúng ta nhớ cái câu chuyện của
của ngài Lô Sát Cá, tôn giả Lô Sát Cá. Nhiều mặc dù là có cái chủng tử thiện là để trở thành chủng tử tu tập rồi sau này trở thành một bậc thánh, nhưng mà trong kiếp quá khứ đã từng là một cái vị trụ trì, vì ganh tị đối với một vị thánh nhân, khi mà ghé chùa các tăng mà thánh nhân ở ghé chùa của mình, vì nghĩ rằng cái vị thánh tăng này ở đây thì sẽ được những cái người cư sĩ hộ độ, cho nên ông ta mất quyền lợi, cho nên là ông ta tìm cách để mà không cho cái vị trụ trì ở đó. Và sau khi đi khất một bữa nọ, đi khất thực xong về đó, thì chúng ta thấy rằng người đi 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 trai tăng cái ngày hôm đó, thì những cái người đàn tính, những người cư sĩ họ thỉnh vị trụ trì cũng như là vị khách tăng đó đi trai tăng, nhưng mà cái vị trụ trì này nó là gì, không muốn cho cái vị khách tăng này ở đây, cho nên ở trong chùa, cho nên là giả bộ như là đến là có cái cớ để mà gõ cửa nhẹ, khẽ nhẹ để cho vị là có cái lý là có cái ý là mình đã kêu rồi, đã gọi rồi, nhưng mà tại vì không nghe. Nhưng sự thật ra cái vị thánh tăng biết được tâm của vị trụ trì này, cho nên là vị này không có đi trai tăng. Sau khi mà cái vị trụ trì đi một mình trai tăng xong rồi trở về trên đoạn, khi mà chuẩn bị trở về đó, thì những người đàn tính người ta gửi thực phẩm về để cúng dường cái vị khánh tăng đó. Thì cái vị này nghĩ rằng nếu mà xách cái ăn, khi mà đi ngang cái ruộng á, ruộng đồng khô cỏ cháy mà đang cháy như vậy đó, đi ngang cái miếng ruộng đang đồng khô cỏ cháy, cho nên là lửa thì đang cháy, cho nên là xách cái vịt này đi qua rồi đó, thấy cái đám lửa đang cháy, cái nghĩ rằng nếu mà để cái món, để cái gói đồ vật thực này mà cho vị thánh tăng này dùng á, thì có lẽ là vị này ở đây nữa, cho nên là dục cái vật thực phẩm nó vô trong cái đống lửa đốt cháy rồi đi về mình. Mà quý vị biết rằng bao nhiêu kiếp sanh trong địa ngục khổ rồi là khi mà sanh lại làm ngạ quỷ, rồi sanh lại làm người đó, thì ngay cả cái kiếp cuối cùng mà cũng không no được nữa, mặc dù là có cái duyên lành tu tập để chứng quả vị thánh, nhưng mà sanh lại làm cái vị mà thánh mà gọi là Lô Sát Cá. Chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời mà thánh đệ tử của Đức Phật, hai cái mảnh đời nó khác nhau. Một cái vị mà đầy đủ về tài lộc lộc nhất á, thì phải nói là ngài Sivali. Nhưng mà ngược lại đó, thì một cái vị thánh nữa đó, đệ tử của Đức Phật á, là ngài Lô Sát Cá, thì cứ đối suốt vì cái quả của ác nghiệp mà đã đốt cái thực phẩm của một cái vị thánh tăng như vậy, do cái hành động. Và thế thế là cái vị đó cũng là bao nhiêu kiếp sanh trong khổ cảnh, rồi khi mà sanh lại làm người, mặc dù là có cái chủng tử thiện để chứng quả vị thánh, nhưng mà cũng bị cái đói đó đói suốt luôn, đói đến khi mà gần sắp mà bỏ cái thân này, thì ngày Xá Lợi Phất đi khất thực về đó, dâng cho cái vật thực phẩm đó ăn no rồi mất luôn, tịch diệt luôn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái quả của ác nghiệp nó lớn lắm, mà do là cái người đó là cái người tà kiến, và hay có cái sự chỉ trích của bậc thánh, chỉ trích bậc thánh như vậy đó, thì do cái thân hành động, do cái lời nói, rồi do cái ý nghiệp của mình, cái ý nghiệp đó là do cái lòng tham khiến cho họ phải có hành động bất thiện, do cái lòng sân cho nên khiến cho họ có cái hành động bất thiện, mà họ có cái sự tà kiến nữa. Tà kiến là sao? Tà kiến là không tin nhân quả, không có biết kính lễ những cái bậc đáng kính, đáng cúng dường, bậc đáng cúng dường những bậc đáng cúng dường. Do cái tà kiến như vậy mà chấp nhận như vậy, dù là các vị sa môn, bà la môn có nói đến điều này đó, cái quả của cái ác nghiệp cái vị đó cũng không sửa đổi, thì vị đó sau khi mệnh chung thì sẽ sanh vào khổ cảnh do cái ác nghiệp.
do cái ác nghiệp. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta thấy rằng ở cái bài thứ hai, tức là bài 71 đó, thì Đức Phật Ngài nói là một người mà có cái chánh kiến, mà cái người đó có một cái thân hành động thiện, có một cái lời nói thiện, và có cái ý suy nghĩ thiện, và có chánh kiến, thì người đó thân hoại mệnh chung á, người đó sanh vào trong cái thiện thú, tức là cái cảnh giới vui, cảnh giới vui, và chấp nhận các lời dạy của những cái bậc sa môn, bà la môn có chánh kiến, người đó biết làm những cái điều thiện và có cái chánh kiến. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng thánh nhân á, là một được ví như là một loại lửa, thì rõ ràng trong kinh Tăng Chi Đức Phật này ví dụ rằng có bảy cái loại lửa, thì trong đó có cái lửa thánh nhân, lửa thánh nhân. Vì thánh nhân á, thì chúng ta hiểu rằng lửa đó, thì nó có cái tác dụng lợi và hại. Lợi là khi chúng ta biết sử dụng cái loại lửa đó thì có lẽ là cái lửa đó nó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta nói nghĩa đen, tức là nhờ cái lửa mà chúng ta nấu nước chín uống, chúng ta nấu thực phẩm chín uống ăn, hoặc là chúng ta hơ nóng, hơ ấm, hơ lạnh ở trong mùa đông giá rét, rõ ràng là có lợi. Nhưng mà có hại đó là khi chúng ta không biết rằng cái lửa nó nóng, cho nên chúng ta đụng vào thì nó phỏng rất là nặng, nó phỏng rất là nặng. Có hại là như vậy. Không phải là thánh nhân hại chúng ta, nhưng mà do tác động của hành động, do khẩu nghiệp, do ác nghiệp, do thân nghiệp và do ý nghiệp đó, cho nên là nó dẫn đến cái tai hại. Ở trong nội dung của bài thứ hai ở đây thì Đức Phật này dạy rằng với một người mà thân làm thiện, khẩu nói thiện và ý suy nghĩ thiện bằng cái chánh kiến của chính mình, chánh kiến của mình chính mình, và vị đó đó nghe cái lời giáo hóa của những bậc sa môn bà la môn, vị đó tự biết là điều gì mình làm có lợi, điều gì mà cái thiện nghiệp mà chúng ta làm thì nó sẽ sanh ở thiện thú. Thì ở đây đó trước tiên là nói đến cái thân hành động thiện. Thí dụ như bây giờ nè, chúng ta không có sát sanh thì ngược lại thì chúng ta lại là khởi tâm từ. Mặc dù trong kinh điển Bali thì không có nói tới cái chuyện mà phóng sanh, nhưng mà cái hành động phóng sanh á, thì phải nói là cái hành động mà chúng ta muốn mang lại cái sự thông thả cho tất cả những chúng sinh khác, thì cái hành động đó cũng là hành động thiện. Nhưng mà trong kinh điển Bali thì Đức Phật này nói rằng nếu một người khởi tâm sát sanh á, thì nên rải tâm từ đến với tất cả những chúng sanh, mong cho chúng sanh dù là con lớn mà con nhỏ, xa hay gần, thô hay là tế, thì mong cho những chúng sanh đó các hướng đều được sự bình an. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm, khởi lần với cái thân hành động của chúng ta là không có sắc lạnh, không có sắc lạnh. Ngược lại đó là chúng ta nên có khởi cái tâm từ mang đến sự an vui cho người khác. Và nếu mà nói là thân hành động thì chúng ta, nếu mà chúng ta không hành động ác thì chúng ta nên bố thí cúng dường. Nếu chúng ta trộm không trộm cắp thì chúng ta nên bố thí cúng dường, chia sẻ đến những bậc sa môn bà la môn, cúng dường đến bậc sa môn bà la môn, hay chia sẻ đến những người thân của chúng ta, những người nên tiếp độ, ông bà cha mẹ, vợ con chồng con, những người thân quý nên tiếp độ, hay là những người kém may mắn cơ nhỡ thì chúng ta giúp đỡ cho những người đó cũng là có cái phước, mặc dù cái phước đó nó không lớn so cái việc mà chúng ta cúng dường đối với tăng chúng, đối với tam bảo, nhưng mà cũng có phước, có phước. Ý thứ hai nữa đó là nếu mà chúng ta không nói những lời ác độc, ngược lại thì chúng ta nên nói những cái lời hiền thiện, ở đó là nói bằng những cái tâm từ của chính mình, nói bằng những cái lời chân thật của chính mình, tận đáy lòng của mình, nói những cái lời mà người ta có cái sự hòa hợp, xung vầy với nhau, nói những cái lời mà không có mang đến cái sự tổn thương chúng sinh khác, thì cái lời nói đó cũng là lời nói thiện. Phật giáo chúng ta đó, chúng ta không làm, chúng ta tránh điều ác, nhưng mà chúng ta không làm điều thiện thì cũng chưa phải là làm điều thiện. Bởi vì
nếu mà chúng ta không làm điều ác thì cũng mới là ngăn ngăn ngừa những cái điều ác thôi, nhưng mà chúng ta không làm điều thiện thì chưa chắc là chưa chắc gì có cái quả báo thiện. Quả báo thiện, vì vậy nếu một người mà có chánh kiến á, hiểu rõ rằng do cái thân nghiệp này cho nên là cái thân nghiệp ác này mà dẫn đến khổ đau trong khổ cảnh, và do cái hành động thiện này đó, thân hành động thiện này đó, thì cái người đó sanh về cảnh giới lành, sanh về cảnh giới lành, người đó hiểu rõ. Rồi do cái lời nói thiện này mà người đó họ sẽ sanh về cảnh giới lành, sanh giới lành. Do cái suy nghĩ thiện này, tức là nếu như chúng ta không để cho tham ác, sân ác, tà kiến ác chi phối chúng ta đó, thì có lẽ là chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta hiểu rằng cái thân hành động thiện thì có cái quả an lành, cái lời nói thiện thì cũng có cái quả an lành. Và một khi chúng ta thực hiện cái việc lành, dù là thân hay là khẩu hay là ý, thì đều được gọi là cái thân nghiệp thiện lành, khẩu nghiệp thiện lành, hay là ý nghiệp thiện lành. Chúng ta chú ý vậy. Như vậy thì cái người mà làm cái việc lành đó, việc thiện đó, thì cái người đó họ sẽ do rằng họ có chánh kiến, họ thấy rõ rằng nếu như do cái hành động thiện, lời nói thiện và cái suy nghĩ thiện như vậy đó, thì làm cho cái tâm của họ được an tịnh. An tịnh là sao? Là dù lời nói hay suy nghĩ hay việc làm, họ không bị chi phối bởi tham sân si như vậy đó, thì cái lời nói đó là lời nói thiện, lời nói thiện. Do vậy thì cái tâm của họ được an ổn, an ổn. Giống như là nói rằng một người mà điều phục được cái lời nói của mình, hay là điều phục được cái hành động của mình, thì chính là cái tâm làm cho cái tâm của người đó được an tịnh, được an tịnh. Vì vậy cho nên là cái người đó chấp nhận với lại cái hành động có chánh kiến, và đồng thời là nghe lời những cái lời, chấp nhận những cái lời giảng dạy của bậc Sa Môn và La Môn, để họ chuyển hóa cái thân hành động, khẩu hành động và ý hành động thiện của họ từ cái hành động bất thiện trở thành cái hành động thiện. Thì do vậy đó thì họ tạo được cái nhân lành ở trong cái đời sống, và khi mà họ mệnh chung thì họ sẽ tái sanh cảnh giới an lạc. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm mà nó trong di diệu pháp, thì cái tâm thiện á, dục giới á, còn được gọi là tâm đại thiện. Tâm đại thiện vì sao? Cái tâm dục giới này, cái tâm thiện dục giới này đó, nó làm được rất là nhiều việc, làm được rất là nhiều việc. Trong khi á, các cái tâm thiện sắc giới hoặc vô sắc giới á, thì nó chỉ có cái ý nghiệp mà thôi, nó có cái ý nghiệp mà thôi. Do cái ý nghiệp của tâm thiện sắc giới mà đưa đến chứng quả của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới. Do cái thiện của cái việc mà tu thiền của sắc giới, của vô sắc giới mà họ sanh về cả cõi vô sắc giới bằng cái ý nghiệp của họ. Trong khi cái gọi là tâm thiện trong đại tâm đại thiện, hay là tâm gọi là tâm thiện dục giới, làm rất là nhiều việc, từ tâm nghiệp trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, rồi là hồi hướng phước, tùy hỷ phước, rồi thính pháp, thuyết pháp, cải chánh tri kiến. Thì từ những cái việc làm đó là thể hiện bằng thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Cho nên chúng ta trọn vẹn cả ba cái nghiệp: thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Cho nên làm rất là nhiều việc, việc thiện rất là làm nhiều việc bằng với cái tâm thiện của chính mình. Nó là như vậy. Và như vậy đó thì chính cái tâm thiện, tâm đó đó gọi là tâm đại thiện đó, là vì sao? Nó tạo ra rất là nhiều quả. Quả ở đây là quả vui. Bây giờ nè, mặc dù là quả vô nhân, tức là mắt thấy cảnh tốt, tai nghe âm thanh tốt, mũi ngửi mùi thơm,
lưỡi ăn thức ăn ngon, thân xúc chạm êm ấm, rồi các cái tâm mà tiếp nhận cảnh, rồi thẩm thẩm tra cảnh, thì tất cả những cái điều đó nó đều là do cái hành động thiện đó nó đưa đến cái quả. Quả đó dù là quả vô nhân, cái quả hữu nhân ở đây đó là chúng ta thấy rằng tái sanh ở cõi dục giới vui, tức là tám cái tâm đại quả đều là tái sanh ở cõi dục giới vui. Mà cõi dục giới vui ở đây đó, chúng ta thấy rằng từ cõi nhân loại, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại, cũng từ ở cái tâm quả đó, từ ở cái hành động thiện đó, hành động thiện đó. Thân hành động thiện do họ có chánh kiến, lời nói thiện do họ có chánh kiến, ý nghĩ thiện do họ có chánh kiến. Rồi khi họ có chánh kiến, họ hành động, nói năng, họ suy nghĩ đều có chánh kiến. Như vậy thì sẽ có cái quả, dù là quả vô nhân đi nữa thì cũng tám tâm quả vô nhân, rồi tám tâm quả hữu nhân cũng từ đó. Nếu chúng ta tu thiền mà chứng thiền á, ở trong cõi nhân loại của chúng ta đó, thì ở cái giai đoạn mà tu tập của chúng ta đó, cũng từ ở cái tâm mà thiện là chúng ta tu tiến đó. Chữ tu tiến ở đây là dịch từ ở cái từ mà pha quá na, tức là chỉ phát triển tu tiến ở trong cái đời sống của mình. Mà pha quá na ở đây đó tức là cả gọi là samatha pha quá na, tức là thiền chỉ hay thiền định, cũng được gọi là sự phát triển của thiền 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 chỉ thiền định, tức là samatha pha quá na. Cái thứ hai là Vipassana Phawana, tức là chúng ta phát triển về thiền quán. Mặc dù là chúng ta chưa có chứng đạt được thiền chứng gì, chúng ta cũng chưa chứng đạt được đạo quả thánh nhân gì, nhưng mà khi mà chúng ta mệnh chung, chúng ta có cái tâm định tĩnh, có chánh niệm, thì chúng ta cũng sanh về cảnh giới lập từ cái việc mà tu tiến của chúng ta do cái hành động thiện đó. Rồi nó được gọi là tâm đại thiện là vì sao? Là vì là nó cho ra tái sanh ở nhiều cõi. Như vậy thì cõi người của chúng ta cũng là một cõi nè, thấy không? Rồi tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá là thiên tao, quá tự tại, rồi các cái cõi trời dục giới vui ra là như vậy, dục giới vui là như vậy. Rồi ngay cả những cái vị mà cho sanh ở cảnh giới mà dù là quả của thiền chứng á, thì là do tâm quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để cho quả tái sanh ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà nếu nói đến cái việc mà chúng ta tu tập đó, thì nếu chúng ta chứng đắc thiền á, thì ở ban đầu á, ở buổi ban đầu đó, chúng ta cũng nhờ cái việc tu tiến đó mà chúng ta có. Cho nên có thể nói rằng là làm rất là nhiều việc, cho rất là nhiều quả, sanh rất là nhiều cõi. Cho nên là ta gọi là tâm đại thiện. Nó khác với các cái tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới. Mặc dù tâm siêu thế cũng được gọi là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện siêu thế, tâm đạo. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến cái việc hữu nhân ở trong hiện thế, tức là trong các cái cõi cảnh giới ở trong cái dục sắc và vô sắc này mà thôi. Như vậy thì ở đây, từ cái việc mà một người có cái chánh kiến và không có chỉ trích các bậc thánh nhân, chúng ta vâng lời các bậc thánh nhân và luôn luôn thấy hình ảnh của bậc thánh nhân như là một hình ảnh mà chúng ta đáng nương tựa, đáng quý kính, đáng quy phục. Từ cái việc mà chúng ta thấy rằng là mình đem cái lòng thành kính đảnh lễ bậc đáng cúng dường, đáng lễ bái, thì chúng ta cũng đã có cái phước sanh thiên rồi, phước sanh thiên rồi. Cho nên cái người mà có cái chánh kiến á, mà chấp nhận cái lời thánh nhân, lời của những bậc thánh nhân, và không có chỉ trích những cái bậc thánh nhân, và cũng không có chỉ trích sa môn bà la môn, chúng ta chú ý vậy. Như vậy thì cái việc mà không có chỉ trích sa môn bà la môn, những vị mà có cái giới đức,
có cái đời sống tu hành nội tâm cao. Chúng ta nhiều khi á, các vị thấy rằng nhiều khi là trong cái sự nóng giận hay trong cái sự lệch lạc cái suy nghĩ của mình, mà ở đây nó là do tà kiến, cho nên là chúng ta quơ đũa hết cả nắm, có nghĩa là chúng ta xúc phạm đến những người tu có giới đức. Nhiều khi lúc mà chúng ta giận lên, chúng ta nói những cái lời nói nó không đúng thì cái quả nó lớn lắm, quả nó lớn lắm. Cho nên là các cái bậc tiền nhân xưa kia nói là nhất cú khuyên ngôn tổn bình sanh chi đức, có nghĩa là một cái lời nói mà cái lời nó không đúng rồi đó, thì tổn cái đức của mình, tổn cái đức mình. Phú chi là ở đây cái thân mà mình hành động làm tổn hại đến những cái người có giới đức hay là những bậc thánh nhân, thì cái này nó cũng nguy hiểm nữa. Vì vậy cho nên nãy chúng tôi nói lửa nó cũng có hai cái tác dụng, có lợi và có hại. Có lợi là nó nấu ăn thức uống rồi hơi ấm sưởi ấm cho chúng ta, nhưng mà có hại là khi chúng ta không biết lửa là nóng rồi đó, chúng ta xúc phạm vô, chúng ta cầm một cái cục than nóng hay là miếng hơ cái tay vô trong cái miếng lửa đang đốt cháy thì có lẽ là chúng ta bị phỏng rất là nhiều. Là như vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi Đức Phật mới nói đến bảy loại lửa, thì trong đó có một loại lửa là lửa thánh nhân. Lửa thánh nhân. Vì vậy cho nên là ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái kệ ngôn mà ở trong kệ ngôn thứ bảy, số 70 á, bài số 70 thì Đức Phật ngài dạy rằng ý dẫn vào đường tà, nói những lời tà ngữ, giới thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe ít học hỏi, ít nghe ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trên đời giới sanh mạng ít ôi, khi thân hoại bệnh chung người ấy giới liệt tệ, bị sanh vào địa ngục. Đó là cái mà chúng ta thấy rằng với cái thân hành động hay là cái ngữ, cái lời nói hay hoặc là cái ý suy nghĩ của mình, thì mình làm những cái điều ác do rằng là mình ít nghe và ít học hỏi. Cho nên chúng ta nghe cái câu gọi là trong chánh kinh kẻ vô văn phàm phu, vô văn là không có nghe đó. Nghe như thế nào? Nghe như thế nào? Nghe ở đây đó là nghe những cái hành động thiện đưa đến cái sự an vui, hành động ác đưa đến cái quả khổ. Nghe ở đây là do mình khi nghe rồi mình có cái niềm tin và tuyệt đối trong cuộc đời của mình là tránh xa cái thân khẩu nghiệp ý nghiệp bất thiện, mà tuyệt đối là chúng ta hành động thiện. Hành động thiện là do chúng ta có cái chánh kiến. Chánh kiến, cái người có chánh kiến đó thì cũng chính là những họ tạo được những cái nhân lành, mà họ còn luân hồi thì họ sanh cảnh giới an vui, và ít ra trong đời sống hiện tại hoặc trong tương lai này, họ không có sanh vào trong khổ cảnh. Và cũng chính cái nhân lành này mà họ trở thành thánh nhân ở trong tương lai. Chúng ta thấy cái bài số 71 mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là gì? Ý dẫn vào đường chánh, ý dẫn vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, giới thân làm nghiệp chánh, nghiệp chánh, người ở đời làm vậy, nghe nhiều học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trên đời giới sanh mạng ít ôi, hoại mệnh chung người ấy được trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Chúng ta thấy rằng là do mình có học hỏi, do mình có nghe nhiều học hỏi, thường xuyên học hỏi, và mình làm được các cái công đức. Công đức tức là từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, rồi hồi hướng phước, tùy hỷ phước, nghe pháp, thính pháp, nói pháp, rồi cải chánh cái tri kiến của mình. Thì đó là những cái việc thiện của mình. Khi mà mình làm những cái nghiệp thiện,
tất nhiên là sẽ có cái quả lành. Cái quả lành là do chúng ta làm. Nếu giới ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, hay là chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú là nay vui đời sau vui, người nghiệp thiện, người thiện hai đời vui, thấy việc thiện mình làm vui càng vui hơn, ở trong cái câu Pháp Cú Đức Phật ngày dạy. Cho nên là cái người mà làm việc thiện là do mình có chánh kiến, mà có chánh kiến ở đây là do mình sao được nghe học hỏi, được nghe học hỏi hiểu và kính tin. Và khi mà mình kính tin, mình làm như vậy thì có cái quả lành ở trong đời sống hiện tại, cũng như là có cái quả lành đời sống ở tương lai. Và cũng cái nhân lành đó mà mình có thể chứng được quả vị thánh nhân ở trong tương lai. Đó mà là điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì ở trong cái nội dung của số bài 70 và 71 này, là bài 70 á, thì Đức Phật ngài nói là do cái thân hành động ác, do cái lời nói ác, do cái suy nghĩ ác bắt phát xuất từ ở tà kiến, người đó chỉ trích thánh nhân, chỉ trích thánh nhân, thì cái người đó sau khi mệnh chung, người đó sẽ sanh vào khổ cảnh. Ngược lại, với một người mà có thân hành động thiện, lời thiện, suy nghĩ thiện phát xuất từ ở cái chánh kiến, cho nên là họ không có chỉ trích những bậc thánh nhân, họ vâng lời những cái bậc thánh nhân, họ học hiểu những cái lời của bậc thánh nhân, và họ làm các cái công đức, làm các công đức. Do vậy thì khi họ mệnh chung, họ sanh cảnh giới an lành. Chẳng những như vậy đó, ở hiện tại họ cũng được an lành, tương lai cũng được an lành, và nhờ vậy mà họ chứng được quả vị thánh nhân. Thì ở trong hai cái bài kinh này, bài số 70 và 71, nó nhau cũng là hành động thiện và hành động bất thiện. Hành động bất thiện thì sẽ có quả khổ trong tương lai, hành động thiện thì sẽ có quả vui ở trong tương lai và đưa đến giác ngộ là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu và cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha anupavena sada sati kumantute. Vato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma anupavena sada sati kumantute. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha anupavena sada sati kumantute. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường nguyện đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đê quá ta, san ti vi ha ra wa si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ga ron te tha vi ha ra mang đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô
Sarami kadana pati.